Hello, xin chào mọi người nha. Thì chúc mọi người có một dịp Noel rất là vui vẻ. Thì ngày đây là ngày 25 tháng 12 nha mọi người. Thì chúc mọi người có một mùa Noel thật là hạnh phúc, ấm áp bên gia đình. Thì hôm nay mình buồn quá, mình có chạy xuống nhà của ông Thiết Homie. Mà các bạn biết không, nó cứ nói mình là điếm là thúi là bẻm à các bạn. Mà mấy thằng quần đó nó cứ kêu mình là thằng điếm thúi điếm chó các bạn. Nhưng mà thiệt sự reo là mình không có điếm nha các bạn. Cuộc đời mình đó là mình rất là thoáng với anh em. Điều ngay phải lo cho vợ con. Hôm nay là ngày 25 á, người ta đi chơi đạo đồ bên nhà thờ bên gia đình. Còn mình á, mình luôn ý với anh em mình các bạn. Mình chạy xuống anh em mình liền. Và mình mua đồ ăn, mình mua ẩm thực cho anh em mình ăn nữa. Thì vậy các bạn có nghĩ là mình tốt hay là mình xấu? Có thể mình điếm các bạn hay mình bẹp. Nhiều lúc các bạn biết không, mình mua mà nó khó. Mình mua mình đái nó cái có tiền mà mua mình đái nó mà nó không dám nhận nữa các bạn. Các bạn tin không? Nên vậy là mình đây là nếu mà mình không mua, mình không đem cái ẩm thực xuống á, thì nó nói mình điếm thúi được. Đằng này mình đem xuống nhiều quá thì anh em nó ăn cũng hết uống. Vợ con mình đói. Và đem ít quá thì nó rúa nó chứ. Nên hôm nay mình sẽ đem một cái món ẩm thực rất là đặc biệt, đặc lẹ, độc và lẹ nha các bạn. Đỡ coi là nhiều lúc mình đái nó mà nó cũng không dám ăn hả các bạn. Các bạn hãy xem nha các bạn. Giờ mày muốn lên như mày làm anh bữa nay em làm tháng 12 Noel đi sớm sớm nha. Đâu hôm đi chơi Noel gì? Chơi gì? Coi chúa đồ, giờ khuya mệt ngủ. Mày mệt. Bồ vật cũng có em sạc không mệt ngủ đó mẹ nó. Thì một mình đi lên coi mấy người ta đi tay gái đồ đó, cảm giác làm sao chứ, chưa có bồ à. Dạ em lấy mày đi rình hả mày? Thì coi rình chứ chưa làm gì, có bồ mà làm gì ông? Ở trên Facebook nó có chờ thờ chó đi chờ hả mày? Sao mày không chạy không? Sao mày không dẫn chó mày đi chờ mẹ? Nhưng đừng có chọc vô tôi nha. Phải cũng vô phé nữa. Cậu đi. Sao đang hát gì đấy? Sao đang Giáng sinh rồi mà. Ở đây 1 phút đâu mày? Nó đẹp cục rồi, hỏi thằng phút đâu còn. Ngu rồi. Dạ, đừng có giới thiệu quá. Anh gì vậy? Anh bị mù nha. Bắn cái lên tụi tài cho mày. Như vậy? Mù nha. Đấy, đủ mấy bữa giờ mấy lần rồi nha. Giờ bữa đi ra xuống là làm thật đàng hoàng. Không được rồi, gì nhà làm cứ đủ thôi. Cứ xuống là lấy gia vị nước bắn xì dầu rồi. Sao anh nhà làm cái chữ vậy? Mày thấm mệt chứ mày. Mệt cái gì? Đúng anh lên nhà anh ơi, em làm không được em mượn á. Anh kêu đổ xì dầu nước mắm hết. Và cái nhà em nó không có xì dầu nước mắm và ngọt đường phèn đồ hết. Thẩm lên đứng ngay, người ta đi chơi với gia đình này. Tao xuống đây chơi với anh em này. Im. Mày thấy tao có thương anh em không? Đủ mày im vì anh gia đình. Tao mua ông tập xuống này chứ đâu. Mày kêu kêu tao điên thúi này. Mày hiểu không? Cái gì vậy đó, tao mua ông tập này tao đem xuống đó người ta nói tao điên thúi này. Mà sao anh làm nhà anh đây? Anh nói nhà em đi. Anh miêu đó mày. Thì nhà anh nào làm? Thì đi chơi với gia đình vợ con. Anh xuống cơn cầm địa chỉ mẹ tao thấy, tao thấy tụi bay là cô đơn yêu ảnh này. Đúng rồi, mẹ cầm mấy miếng thịt ăn cũng thấy hết. Sao biết mà hề mày. Đi không đại. Từ đây cầm nhảy mua nấu gì đấy. Bởi đại đồ đồ nấu xanh nhá, còn tất gì nữa. Nấu chín hết rồi mà. Nấu xanh cái thau, nó nấu tốt đường xèo nó mắt rồi. Cái thau này đặng nhiều lắm. Lấy tô mà. Lấy tô này lấy nhảy. Tô này đặc sản của bên. Để bắt tay anh mẹ. Lấy cái này chú giờ tại nhà không nhớ. Đem cái tô chén dĩa bẩn cho bẩn nhá. Nấu xanh đâu, đâu có tốt dầu chỉ dầu nước mắm mày đâu mà mình đi. Thì vô nhà nó làm đây. Mười lăm tô. Mẹ cái gì đó mà đúng. Chỉ đâu biết rồi nữa. Mày ấm thật mạnh gì đó. Anh mua con bịch gì vậy anh? Mày thấy không? Lấy xì dầu nước mắm ra nó chữ. Mình mua ông thật xuống thì nó nói điếm bẹm. Không ăn đủ ăn. Đúng con nghĩ đầu đồ điện kìa. Cái anh không? Có anh mà hồn anh. Mày đánh gì? Đánh gì? Mày chắc đang đánh mày hồn. À. Thôi giờ hôm nay em anh sẽ... Bữa mày dừng đừng tặng ra bỏ nhà như bè cà chuối cho nó anh ra. Anh sang mà. Bữa nào không có em đúng không? Có em nào đều ở nó ngu liền à. Hey. Bữa nào tôi ông chết thì tôi tặng nó hồn kính. Bây giờ thấy không? Giờ gia đình nhìn ngồi cuối nha. Anh chết đi em dỗ anh ngon quá. Xanh đau đừng có làm hồn nó. Tốn tiền. Lấy cục bò chiếc làm hồn. Anh chết đi em gõ cỏ cho anh thích. Chết thì đốt cỏ cho anh Phúc. Đừng nó còn khủng quá Phúc ơi. Thêm không? Cho nên chết đi anh thêm. Em bữa nay ngày 25 tháng 12 em nói coi mang nghiệp hả nha. Nghiệp gì? Nghiệp
Này quá cái áo mặc đẹp không? Mon nó hủ áo quần gì à sao quá? Anh mặc kiếm áo nghiệp thôi chứ em nghiệp. Vô. Tại tắm mày xe sao đâu? Tại tắm đi. Mày cái thằng gì? Anh bước ra quên mất cái hàng nha. Ờ. Còn đây mày. Lâu. Tao tắm đâu? Tắm đâu? Mất gì mà tại nó còn chuẩn bị của em bây giờ. Để tắm gần quá, tại đây không? Để đây mày. Vô bụi. Chén đũa anh rồi. Tao có tiền, tao có quyền nha. Mày mày ấm tao cạch cái vô kia. Ông dặm một mình mẹ tiếu. Đó thôi, tao mua rồi ăn thuốc mà hiện ra tối cái gì đâu. Mày kêu quý quá. Đúng mẹ. Mày lấy chi dầu nó bóp nha mày thôi. Không bao giờ tao ăn miếng của ông mà đồ nó ngon lành thôi. Không có đi ăn đâu mà. Hả, mỗi lần anh mua đồ giống anh là bị chớ à. Mấy anh lần cái là anh đem mua được, không biết mua được mấy miếng bánh được không? Mua thịt mà. Mua cốc ấu xài nữa anh dịp mẹ, yếu mẹ. Đụng mẹ xuống đi. Đây rồi, xong rồi. Ừ. Tụi anh giờ ngon lành nè. Tao hả? Đổ đồ ra cái gì để mua gì? Mua lẩu ê. Đổ ra chờ anh em đông đủ sao tụi bay đứng chó muốn ăn với bạn. Tụi bay tham lam ở cửa nhỏ mọn với bạn. Không còn ai nữa mà đông đủ. Từ từ trang đồ ra anh em đông đủ vậy? Trang nó mới ăn dỗ. Thấy rừng quay không? Trang nó mới ăn dỗ giờ mà. Rừng nó chưa quay nó chưa được ăn mà cái gì đâu mà nông nông nhất là thằng. Trang nó mới ăn dỗ giờ mà ăn nữa. Thằng mở cái. Trang mới ăn dỗ giờ nó làm một bụng rồi mà. Thôi đổ ra lấy ăn dỗ mà nó chưa. Nó điếu mạo quá mày. Ừ, lần sang đèn nhổ mà nó không kêu bắt con bé nó đèn nhổ rồi. Anh không điếm mà kêu anh làm gì. Mẹ ông nói tôi điếm tôi điếm. Ê, là... điếm gì mày? Bây giờ đây em nấu cho em. Ý là không có làm cái gì đâu. Ý là sau này anh vỗ anh là anh có mời anh không? Không anh bắt. Ừ. Ý là sau này vỗ anh không có mời anh không? Mẹ mua mua nước bún làm gì bún chả. Ừ. Cái đụng mẹ làm tôi cũng chả anh chả. Ừ. Tôi hỏi anh cái đèn mày. Ê, sau này anh vỗ anh có mời ai không? Không. Tốn tiền mà. Anh chết rồi mời ai được? Ông mời sao mời mày? Em nào hỏi đám vỗ anh mà anh mời ai, anh chắc anh nằm vô hồn mà anh đòi mời ai. Mua ấm thật bà. Nó đồ bá trường này. Thấy chưa, bún này. Bún này gì vậy, từ gì vậy? Ừ. Nào chứ bún mẹ hả hậu. Ngon này, đây ngon này. Đây ngon này. Rồi review đứng coi chừng ăn là đồ mới có chuyện đó nha. Tự nhiên ăn mà có chuyện. Ừ, coi. Đang quay Phúc, đang bàn ấy, đổ mà giống vậy, đang giống ổng hả? Tối nay ông bị giận á Phúc. Ông bị giận. Giận là vui á. Ông bị giận, ông nói chịu á. Ừ. Lấy lemon nữa đi à? Dạ. Lấy lemon này cho thiếu lemon. Đây còn có lemon đâu ngon đâu. Mắm tôm nữa này. Mắm tôm nữa. Cái đồ. Nhìn là biết, nhìn nhảy còn không biết gì nữa. Cuốn cuốn lemon. Anh ơi cuốn lemon coi cục kiềm. Trời ơi mẹ đừng có nói thì cày à. Anh nhìn nói. Trời ơi cái quân què gì vậy? Nhìn không biết nó hỏi đồ giờ đó mày không biết nữa đâu không nghe gì đồ đi chia đi nữa không đấy đồ đồ này dĩa ra này cái đồ chi ra nó dính dĩa tôi ăn được mà đồ này dính dĩa dĩa que ông mày về mày dìa bây giờ mày về dĩa bây giờ đây ông chữ nữa đồ ăn tôm nè mày về ông về mà dính được luôn thâu đồ mày nhà em cái anh chả đâu anh đi nhà em tối nay đường là nó bị giật ở dĩa rồi xuống ơi đồ đổ ra bên dĩa nhà này tôi mang ông đem xuống nhà tôi chơi vậy thì nó dính dĩa đầu lớn dính dĩa đầu ông mày đưa đổ lại không? Không biết tao với mày mấy thì chó mua xuống tao với tao ở đâu ngày xưa thì em có ăn nào? Nhưng mà hiện tại bây giờ là em hứa với là em không ăn thịt chó nữa. Anh biết thì anh đi mua thịt chó xuống anh. Bởi vì mặt mày dùng mấy sao anh sống ác vậy anh quá. Đây. Tụi sống gì mà đêm dữ anh. Mẹ nó bày chùi nữa chén nó vô chén nữa luôn nữa. Anh biết anh em mình đen thì cho anh mua xuống này mày. Mẹ thấy trời điên rồi. Ngày ngày nấu em thì anh em chịu khó anh. Để sao anh cầm về nhà anh đu anh đu ông già. Anh đu ông già anh mẹ anh quá. Đi. Gia đình anh hết rồi. Vậy anh đu về nhà gia đình anh mẹ anh gặp nó đi vậy. Có cụ kiêng rồi. Ngươi sao vậy? Sao cụ kiêng rồi. Má cái cuốn chờ ông anh còn á mày. Quốc ơi anh em. Trời nó hầu đổ. Quốc cái tô trà này. Quốc ơi. Đúng rồi. Không ăn thịt cho mày giờ xuống liền. Tao đi mà không đi mà không, không thật xuống. Tụi bay cũng nói sao không đi mà không thật không làm không thật. Chồng hết. Làm rầu thì. Không ăn cái thứ mua em mua thịt cho. Mua anh nói thế. Chồng nói luôn á. Cái gì anh Quốc. Ai anh quay cho mày nhớ này, anh quay cho mày nhớ hả? Ngầu lắm mày. Mày mẹ, mày biếng mẹ luôn rồi. Đồ má giờ tụi tao đâu không quay. Mày mày em đem gì không? Tụi đé đồ hết này. Cái mà mẹ mày điên sao mày? Đồ mà mua vậy ai anh không? Thì cho nó cái gì luôn á. Cái gì đâu mà nói như mày. Đồ mày chơi với ông người điên này. Để tôi đưa cất ông ăn tôi kêu làm bà nhích nha. Ê, không chịu không? Tôi nói là đây là thịt chó thì anh em ăn bình thường có đâu. Chó thì chó thì chơi thì chơi. Đây là cái chuyện tâm linh của tụi ông. Còn cái tôi ăn đồ tôi ăn. Ông bên nào mà tôi đổ đi cho tao kêu mày ăn không? Ông bên nào ăn đồ đó. Em đặt một tạch lên đeo em kêu cuộc sốt được không? Mày cái đó nó khác quá nha ông đậu. Ăn thịt chó em sao đâu, nó mát lắm đâu. Đồ mẹ sao người không ăn là anh cứ đem vô chạy. Đem lớn mày đổ dĩa đổ chén mà cũng chết đâu. Bữa tao mẹ nấu. Tôi tối chút ông đưa cho tôi vậy. Bữa tao mày ngồi thì tới ông ngồi nghiêu quá. Chút nữa nha.
chút nữa nè. Mẹ con này cái... đem qua đúng biển, đúng biển. Cái gì cái chén cái đũa. Bây giờ mà em vô ai chi dính mua thì chó là cũng bị nghiệp rồi. Mày đi. Gì mày? Bà mẹ cho cái chú tao đem ở nhà mày tôi cho ăn vợ mày ăn được không? Đi đi mày mày ngoắc đi nhanh cho mày ngay. Mà không biết ăn được mà không đem ra chơi. Cái đường nào bây giờ cũng dính nghiệp. Bé giờ tao đổ tôi đổ. Tao chơi. Ông làm bữa bữa thật là bà mẹ ơi. Chó làm gì cơ mày? Đồ mẹ, nếu nãy giờ biết đồ anh biết tụi em không ăn được anh mua nay anh kêu ngư tụi em đúng không? Kêu ngư gì? Có đem đồ gì đó đổ tô mày chút nữa bà về mà ăn vô cũng bị chết á. Đường nào nhất ăn cồn cũng chết đâu. Về được mà ăn cũng sẽ bị chết đâu. Bé đổ luôn quả quanh. Mày nghe bên tâm linh nói không? Nói là khi mà đi hành khất là xin gì có gì ăn đấy. Tôi có đi hành khất không? Không có hành khất nhưng tôi có xin năm không? Ăn được, ăn được như mày không nghe anh không thấy. Anh đem tát mẹ ơi. Có nghe hay không? Không nghe không thấy không biết là được ăn. Thế đâu vậy người ta bò cất dù anh không? Hả? Bò cất dù anh không? À, không sao đâu, chó này nó bị độc thì không sao đâu. Chó này nó bị độc thì không sao đâu. Cái mẹ con chó không? Cấu đi đập mày. Ai đập mày? Người ta nếu có không mua thì nó mất đến túi độc. Vẫn để mua xuống đây này có tiền nè. Cái đồ tôi mua, ông mua thuốc tôi tháo ông điếm hơn ạ. Đồ ông biết là anh em anh không được, ông mua cái đồ chúng. Đúng rồi. Thế anh mua đồ mẹ thành có sâu anh mẹ. Anh thành chó đồ mẹ sống dù cũng chó luôn á. Nói vậy à. Bé, anh có coi mắt clip ra mạng không? Anh chó bút bút nó xuống nhường chó luôn á. À, mày đang xuống. Anh xuống. Đang xuống luôn. Anh xuống. Đang xuống. Anh biết là xuống không? Không. Không anh nghe mất được. Anh nghe. Anh đổ bé chút bạn. Anh nhớ. Anh nhớ. Qua đường đường sao đau cầm máy quay sao? Em nói anh ở đây tao anh dài là thí mẹ luôn. Em ước gì anh bị chó dài cái ngày quá. Bây giờ em nói anh ăn. Mà mọi người ăn miếng chó cùng mình nha mọi người. Chó chay. Chó không. Ngu mày ngó gì không? Nói gì đâu mày đó. Ẩm thực mà sao cái hàng chó. Cái chay. Hàng chó chết hai bên ngầu chim mật chứ vậy. Mày tạc đồ mày lấy cái đồ đồ ăn nhanh đây. Vòng vòng nhanh đây tôi đem vô. Em ăn nhanh đây. Làm. Sao đau cái đụng em mày đó làm nha mày. Thì coi mà không có lấy mơ không có ăn ngon không em. Khùng cái chó tao. Sao đưa ông ấy làm gì không làm sao. Làm đi em. Ông ăn nhanh này ông về giùm em cái. Mày về mày coi con chó nhà mày. Bây giờ nha. Anh còn. Tiếp. Chó nhà mày hả. Bây giờ đó quốc ăn xong mày. Mày làm ơi. Xanh này cắt cho mạnh chiếc đuổi. Mày làm xong mày. Mày đem. Tay ra anh đều ông ăn nhiêu đó rồi hả. Mà mẹ mày tao đưa mượn chiếc đuổi cho mày làm nhà mày. Ông ăn ra anh đều ai chân. Cái này cái gì. Ông ăn bán chiếc đuổi. Ừ. Ông ăn nhanh thì ông lại đi. Đó tôi dừng thiết làm cái miếng thịt heo rừng ăn cái. Thịt rừng gì giờ này ghép miếng chó mà ăn thử là nó ngon không? Cái gì đâu mà đây này nó lát nó mới đập vào tối này. Gì đâu mà đây này nó lát nó mới đập vào tối này. Làm miếng. Ông nói tôi quăng cho mặt ông đáng chịu nha. Không biết ở đây rồi bây giờ mày phải ăn vô. Ủa mày cái lúc đầu à, sao mấy cái ẩm thực kìa ông mà ăn ơi. Cái đây nha. Mà ông đưa đi ăn tắm đi rồi. Cái đây mày phải đưa một cột ăn ngon lắm. Tao thiệt mày đạm nó nhiều lắm. Đây người ta gọi là vitamin go go. Đây gọi là vitamin go go. Giờ nói anh nè. Em cho anh cái tô dưới dĩa này. Anh về anh ăn cùng gia đình với người thân anh đi. Đi mà mẹ mày nói gì mày. Đi đi. Tao đem xuống ẩm thực ở tụi bay không ăn là thâu ngầu. Coi tao ăn nhớ làm gì mà nói cái kiểu chó vậy mày. Đây vừa đường nào giờ anh chạy. Sự độ anh. Mày nghe mùi chó thôi mà. Hắt cái đây cho mặt ông á. Cái đụng mấy nó xuống chó. Bùm bùm à. Thiếp nó chó. Má sao tụi dương mày không ngứa dữ vậy. Lòng nó mỉm. Anh nhanh đi. Ông mời thắng vé đâu rồi. Mà mọi người nghe mọi người rồi kính mấy bạn. Quên cái làm. Anh nhanh đi cô nha. Anh làm bé cái đây tôi nói ông ẩm thực người ta nó chữ ông như con chó. Nói chung là các bạn ai mà coi kênh coi quốc thì hãy đăng ký cho mình cái. Ngon hả? Anh em càng hãy đăng ký nhiều mình càng thích. Thấy đâu? Mà không hiểu bên em bình luận vô chữ quốc cho mình cái. Đồ mày điên thật sự luôn á. Bên này nó in. Bây giờ anh chống ác gì anh quốc. Mày chó là động vật người ta nuôi thú cưng mà anh đi ăn anh. Anh có ở nhà anh mẹ đi. Bên đạo anh làm cái gì? Tụi mẹ ông ăn gia đình ông tự nhiên ông em cái chó chú là chơi. Chó chú nhà mày ăn chung đâu mày. Làm đi đâu quên. Đừng có làm. Chị chị mà mày không ăn đâu mày ngầu không. Ủa, mày không biết là không ăn là sao mà anh ở nhà anh ăn mẹ ngầu mày hứ đi đó giờ tao đúc rồi ăn không tặc không ăn nè còn ngon nó biếu dài vô sao cái mạch nó ăn sao bác cái mạch ấy chỉ cũng chó luôn chấm mày cào râu đi cho mấy con chó đụng mẹ thấy đi tụi mày chậm chó nó bắt đó nha. Bé mày bé về cho anh nước cày sao không đi vô ăn thịt cày bé bé cái ăn thịt cày được không. Mẹ đủ mấy cái đồ xúc phạm có đi ăn thịt cày này. Đợi đợi ghép để mẹ mấy. Không ăn được. Không mẹ ăn được rồi mẹ về đâu. Mẹ mẹ. Đây 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 làm cái thịt cày. Ủa sao nhiều. Rồi anh rồi đâu đấy. Không sao. Mẹ lấy tay đụng vô không. Bè coi bè coi nhà bè có mất không? Ông đợi nha bè. Không, bè không dám ăn không? Có chứ ai ăn? Có mình ông ăn chứ không ai ăn hết á. Nói tiếng là tôi quẹt thì cài lên áo quần mà. Nãy giờ tụi nó nhiều nha. Không cách á, cho vợ mày nè. Lấy thịt chó đây, quẹt áo mày, đỡ tấu này. Vợ mày đã bị mua thịt chó gì rồi, mày nó cái lộn. Mày coi mày ứng nó làm sao? Lúc đó rồi đây. Làm gì ông làm đi?
anh giờ cho vợ không anh? Vợ tao ăn bình thường mà. Anh nói vậy thôi anh cũng có giấy đồ mang vợ không thì chết anh đúng không? Vợ gì ông ta ăn đều không chim không? Tao mẹ mà nói vậy mà. Cùng gặp đúng anh mày. Mới thì ăn đều không chim quá. Ngầu vô rồi. Bảo mọi người nha mọi người. Bảo chúng mày đi. Ngầu chúng anh đàng hoàng đến quá. Chúng anh đàng hoàng ngay. Đừng cùng với anh. Không, em ăn nghiêng bỏ lâu rồi em ăn. Không, bỏ lâu rồi không ăn thiệt á. Ngầu đàng hoàng. Ngầu chúng anh quá. Chết chết cái mấy đồ là tao cho anh ngầu chúng anh. Ngồi anh nhả đèn qua chân chân cổ cái dây vô hàng rào nghe. Giờ chết cái cô ông mẹ. Mày ông khác dụng chó luôn. Không, cái gì đấy là tôi chết lại. Chết ông mẹ. Ngồi đi, ngồi đi. Chết lại. Chết lại chứ chút hả? Ông chết lại cho ông ăn vô ông dài rồi. Ông cái gì? Ông em chết nghe tôi rồi. Tìm đâu tôi chết đi mượn. Cũng mắt tìm đâu tôi chết đi mượn. Ông mẹ cái bảo ông nó đọc cũng hơn chó luôn. Cái sao? Cái đấy ngỗng mày mày biết không? Cái này nhiễm trùng liền hả? Ông mẹ cái bảo ông mày cái đấy ngỗng mày cắn vô nhiễm trùng rồi. Cái đây nè, cái tâm linh hiểu không? Là người ta ăn được hay không ăn được là cho mình đúng không? Là cái ấy hiểu không? Cái chân được cái điên này nào đúng hiểu rồi. Cứ cục cái chân lại khùng nha. Anh muốn ăn mấy thằng đánh đau mà nó cũng nếm chó mày được luôn á. Nó cũng ăn mà không hiểu ai thì lâu ngày anh mới nha anh em làm vậy bây cái thì cày hay là bất cứ món gì mình ăn cũng được chứ không phải là điều do mình tâm linh của mình là mình không thích ăn đâu cho mẹ. Không thích ăn mà ép làm gì? Mẹ anh ăn đây. Phải là chuyện tâm linh. Để anh cầm về nhà mẹ đi. Ủa thằng biết hay sao? Thế là phải anh nhậu ta ăn đâu đi qua nữa. Thu hết được nó. Không ngồi ăn anh em. Đó, em táp đi. Đó, táp đi. Rồi, mình ăn hết anh. Anh ăn hết nguyên cái chén liền chứ bây giờ tao đừng vô ăn dữ không? Tao đồ cái con áo tao đánh đâu quá vậy? Mệt. Mẹ ơi, rồi dài ngon lắm anh em. Ngon cái độc trà này. Đây này, cục là mất kẹt. Dưới bốc quần lỡ miệng nha các bạn. Mày mất hồi nãy giờ qua nhà, nhà mày ở nhà tao để giờ tao đu chó ra cái ngon quá. Ngon chó, mấy thằng nhện chó, mấy thằng chó bữa nó rồi cái ngon. Đừng vô ăn đi, đứng ngay chay nữa. Rồi hút miếng nước này mất. Rồi tôi quay phim giờ muốn được. Mày ra rồi ăn thì quay phim được. Mày luôn ăn thì anh hút cái nước không rồi cho anh có ăn thì không phòng không ăn thì chó mà hấp nước rồi đúng rồi bung về bung chín chừng mười này hàng kia uống gần như quắc đúng hợp tim luôn á hấp bưng hấp được không hấp được không á nào cái đục mà hấp ăn nó mày nhiệm vụ mày đeo quay phim kìa mày nể tao mày để bàn chút đầu mày quay phim tao ăn mà giờ nó lại thì chó mày hấp nước rồi chó mày ăn đâu được đâu mà thì chó anh ăn mày hấp nước anh mày đâu phải thì chó đâu thì dơ mà đụng mày không làm gì cũng cho tôi ăn chưa không mày cái gì mày làm thì dơ mà không kêu thì chó con coi lại mày. Coi lại thì tôi biết coi lại thì tôi tao biết con biệt lại thì chưa á mày nãy giờ không kêu mình cho cái này á ngồi ít một bình không ăn hả ngồi ít với em anh em mà nói mày ngu như cũng bài tao có tiền đâu mua thì chơi như vậy vậy một bình không nói ủa vậy thì chơi mấy thì chờ anh dùng nó thì chờ chắc làm gì không không thì chờ anh đừng mày quay lại em đi lấy cái người nào thì chơi em thì chờ anh ăn với đó đỡ tao đem gì cho vợ con mẹ dạ đỡ anh đưa tôi mấy thằng điếm thiết chưa thằng điếm mẹ mà chửi gì vậy giờ thằng điếm thì chờ cậu giờ tao mua ít anh không ăn thì chờ mày hỏi tao giờ chó sao tao biết thịt dơ á thì cái giỡn lộn mắt tôi đúng không ăn thịt chó không được đúng không ăn vô đây không ăn được anh trước đó đừng không ăn thịt chó này mà anh ăn thịt chó nhưng mà tao làm một miếng đuôi thịt dơ mà nó rất đừng này à vậy đừng anh đây là tao tin rồi mình sẽ làm cùng các bạn mình làm cùng các bạn sao mày cãi lộn anh lấy đi vô đi mày ai vô nào thì chưa mày mở bạn đồ đồ mày mua ít nhôm tao đi đến thằng điếm lên em đến làm gì đâu bưng đi mẹ mày mua ít thì thôi thằng điếm mua nhiều tụi bay là vậy mẹ đó tao thì chưa tao mua gì gia đình tao ăn nha. Bữa nay là 25 tháng 12 mua gì gia đình ăn. Giờ ngon tao mà tao ăn với gia đình thì người ta nói sao không đã đi mẹ đem xuống rồi ít biết mời các bạn không mời các bạn biết mời các bạn biết à tổ mấy cái giờ rồi có cái bên em nghĩ gì chứ mà mẹ mày khai đây mà thì ngu rồi đi đâu cũng ngu hết á đi đâu cũng ngu hết á chúng mới mà khai đây chơi tụi mày còn không ngu đâu mình không ăn hết đây bữa đi tại trời đó đâu làm một cái ông thật rồi chúng mình lên tụi tao mày mua ông kia thì cày anh cứ làm mình gom mày đúng anh thì cày mà thì vô không à mẹ thì vô mày biết mắc lắm chứ mày tưởng đây tao một cái nó tôi bèn em chứ biết mắc vậy đâu mua gì anh gia đình ông đi ông cầm đây chơi ai biết ngu mẹ cầm anh nhanh dơ mà dơ em nghe chó đâu em không thằng này nó bị ớn mẹ nghe kìa dơ ớn mẹ bởi tụt không ngon nè mẹ ngon mình sẽ review cho nào không ăn được mẹ 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 tụi em vừa phá nha ủa mẹ anh mua nhà ai anh vậy tao mất bị mẹ giờ nghe em lên tới mày không nào vô ăn đi còn mày mày giống anh mà lạnh mẹ muốn mày cho ai biết hồi nãy làm coi đi mẹ giờ muốn rồi
Ngon vô. Ngon. Vô vô ông khách nào mà đúng. Mẹ mày. Tao đem chưa? Không còn gì nữa. Tao đem chưa? Còn mẹ nữa em chưa? Ibe thì tụi mày nói sao mua ít. Tao còn đâu lại. Anh em có một cái tô à. Đúng mấy cái miếng à. Còn mà anh còn đem chưa nữa quá. Tụi hết mẹ. Đâu á. Đem gì còn nguyên tô à. Còn nguyên tô mà, nguyên tô mang cho hết đi cậu. Đem gì cho mày về mày. Ngon quá, anh làm ẩm thực nhà mày. Ngon quá các bạn. Ẩm thực của những thằng điếm ấy. Xuống mẹ. Nãy giờ anh đang đưa đồ ẩm thực của những thằng điếm ấy nhờ. Mày ta nói tí chó rồi mày không ăn đâu mà mày. Không ăn rồi. Ủa giờ em hỏi một câu nè, duy nhất một câu thôi. Anh ăn no chưa? Cái gì vậy đâu là tôi xuống cho tụi bay nghĩ ra cái này. Vậy giờ em muốn ăn được không? Muốn. Anh ngồi. Anh thì dơ muốn anh đòn. Bây giờ em hỏi anh một câu nè, anh muốn ăn được không? Không. Đúng rồi. Không muốn ăn. Không muốn ăn. Không muốn ăn. Không muốn ăn. Tôi ăn nha. Tôi ăn nha. Cấm nói nha. Con tôi cho anh này. Nha. Thế là bây giờ ông ăn tôi ăn cấm nói nha. Đồ bé tất lại rồi. Đồ quá. Thế là chắc là anh Dương cáo bệnh. Nước trên thịt cho mày. Ờ cái danh thịt đây. Ủa mẹ, danh thịt cho mua em có bán thịt đây mà. Mày nói chuyện bán thịt đó, tao mới đi ra ngoài. Sao điên lậu mẹ, đất chứ ra cái giày của bị em đầu đầu mày bị mới đền lại rút cuộc rồi mày bắt tao. Ai cái người bắt em đền, ủa tự nhiên anh nói nó cười như vậy. Mẹ, coi coi coi. Mày mới đấy coi. Còn thằng quần kia đụng. Rồi, rồi sao đụng. Nghĩ là ngu. Nào kẹt. Lấy đéo tụi liền thí mẹ. Không, tụi nó bằng mười ra. Ngu là ngu đấy, chịu nha. Ngon quá các bạn. Chú ăn với Phúc cha. Trời, ngon lắm. Vô rừng. Anh em quay anh rừng rồi. Anh rừng rồi. Anh rừng rồi. Anh rừng rồi. Quay thằng điếm, thằng điếm. Mẹ con ơi. Thằng điếm. Còn ăn chút. Cậu mét tôi không thiếu mà. Đó, nhìn anh nó hết. Đó, em thêm anh thêm. Anh ngon chưa? Ừ, anh ngon chưa? Anh ngon chưa? Anh ngon chưa? Anh ngon chưa? Ok. Không ăn no là sao đó liền. Ăn no rồi, ăn no rồi, bánh em bên này ngay. Nằm đi. Có bác, không nằm đi. Mua con chút chiếu rồi, mua nhiều nhiều chứ. Ngon. Không mua đâu con hả? Mua trong kia này. Nửa nè quá. Không biết. Nhìn thịt nào mà. Không. Không ăn. Nào đâu. Không ăn nữa, em đứng nha. Coi cái tô bên đều ra. Em bóp cái chén vô đều ảnh luôn á. Đủ mà ăn nghĩ cho không ăn đánh vô cái giùm mình ngay thôi. Mày tè ra mà. Không thử luôn á. Ờ nó đâu, nó đâu. Cái chân không ăn rồi. Nó đâu. Cái chân. Mẹ là một số người ít mẹ ra còn nói nhiều mẹ ra chữ nó luôn. Nhiều hả? Cả lần nào nói nhiều đâu. Lúc nào cũng chút xíu á. Em đem cái mày nhớ nó đem tụi nó. Nó thân thịt chó kia nó khai thằng nào cho với nào cũng không. Thằng nào cũng mày. Ông Thuận nói nó mà rút cuộc ông Thuận tôi luôn. Như mày. Đủ. Dương Dương. Bà anh đổ nhà quốc đi đâu. Đưa tụi anh một miếng nha anh quốc. Đây thằng em đưa nãy như anh miếng ăn đi. Mấy dần anh thịt chó mà không biết đem cũng cũng ăn đủ. Mà vô cửa nữa kìa. Cái đủ mét cái này. Không. Còn vô cửa vô nữa kìa. Ai biểu vậy. Đây là anh ăn chưa chưa. Ừ anh đào anh đào đâu. Áo lộ. Chào sức tụi mày. Trời trời anh được. À, nói với anh em nè, đừng ăn nữa chứ ăn tấu y chạy á. Y chạy gọi mẹ tôi. Nói chung em đi mà anh gọi bà xô nó. Không có mà đừng. Không có gì ở đó. Để tôi hai ông quốc chấm đầu. Dạ có gì ở đó. Để tôi đúng anh đừng biết đại trước thôi. Anh nghe. Ông ơi anh đừng. Hãy cho bà xô nó không dám ăn cái gì. Mấy ông bà xô chỗ vậy. Không có gì ở đó tiếp. Xin ra gì? Như mày. Là gì ba? Mày mong nào có mẹ. Bây giờ còn cái mắt quần không? Mất quần gì? Mới mất quần một tiếng không? Uống xì không bát đi. Cái đâu mất quần xìu anh em cũng biết gì vậy ba. Ờ kìa mất xìu mày. Cũng mất xìu của mẹ mà. Mẹ gì? Tao ăn cũng như mẹ mày ăn vô khác vậy. Ừ, ông ăn mà liên quan gì mẹ nó ăn. Mày cho tới thì sao mày? Còn cái mẹ hàng xóm mày sao chừng nào mày chuyển nhà đây vậy? Không phải nhà của bé mà chừng nào vậy? Chúng mỏ mà. Chừng nào bé đúng số rồi. Tôi đang ăn gì mà kêu tao như ăn chúng mỏ lời á. Thế mày nói đúng không? Nhưng mà mày ngồi mày ăn vậy nè bố. Mày thấy anh em chữ mà vui lắm hay sao mà ngồi mày ăn vậy mày? Trời ơi, ai làm chữ? Đúng mày không biết nhục không biết vậy sao mày? Cho thừa quá trời. Chữ đồ ăn vậy người ta nói trời đánh chết bị ăn mà hai người ngồi ăn. Anh em mới ăn đâu? Cho thừa. Tại nói ăn thì chó rồi mà tụi bay cũng không nó nờ hè gì cũng bay vô ăn vậy. Tự nhiên mình mà nhạc nghe gì đâu? Đúng rồi mà sao thiệt bữa nào tụi bỏ bé vậy? Thấy mày bật chết bật nhạc bỗng mấy cháu chùa mày. Bật nhạc em. Mấy anh chó nó chết là giờ bỏ bé đồ bỏ cái nục vô thôn.
mà ăn chết rồi, tụi bay cũng nghe mùi thơm rồi. Mà các bạn muốn bánh tráng nha, mình không ăn thịt dơ được nha các bạn. Mà lạnh bẹ, mầm nào cũng có vậy mày. Rồi ăn bánh tráng rồi mà mò được vị chay. Bữa nay nha, anh mua xuống cho tụi em ăn đàng hoàng, ăn bài bản. Từ nay về sau đừng nói anh điếm em bẻ mình điếm chó em điếm thúa nữa nha anh em. Khơi với này, nhất là thịt mỡ cây này. Khơi với tôi mà ông nói thịt dơ, ông mình không ăn hết chứ ông dơ tao thì mấy nó ăn quá ông nó rất. Ông tao mình tao thấy chơi với thằng nào cũng bị, chỉ có bị ghe là nó bạn là tốt không. Mấy đó là thằng nào cũng phan hết đó. Mẹ mày nhất là mày rồi. Để bữa sau nhờ mày ghé hả? Đừng nhờ tôi. Mày nhờ tôi sao ông cũng ăn mình ông cũng đếm tao tụi em. Mày ghé mà nó có tiền thôi nhẹ tao rồi đi bán chút luôn mà anh thấy. Đồ đi bán chút luôn đó nè. Còn cái nguồn này còn cái mặt luôn bỏ ra toilet ngầu ăn. Dạ đúng rồi. Biết không? Áp bên mùi dường trước hả ông? Không, chỗ này bác thì dường ngon này. Ừ, dạ đẹp dường ở bên mùi dường. Dạ cái này. Má, lầm lầm hết rồi, mẹ luôn đó. Ra tao. Vì nghèo phải bốn ba mưu sinh, ôi đời sao lắm bấp bênh, sống luôn hàng ngày chẳng biết xu nịnh.